Đi gặp cái quán cà phê này cũng hay hay, vô uống ngay cái quán này cũng ngon, nhà gỗ luôn. Dánh tên là nha bà con. Ăn đường này ăn là ăn đường mới là thử đó, ít người biết đó. Mấy cái gạch kẻ của nó không còn mới toàn luôn, mới toàn luôn nè. Cái này là đèo B40 ở một hôm ta nhìn ta thấy lòng mình lười đời qua bóng nước con sông giang dần theo con sóng chậm chợt bên màn thuyền ta trong giấc mộng cho cõi lòng đờ cô đơn. Bảo tàng là thiên nhiên. Giống ngoài là có mình tôi chạy à. Nó có hậu ở trước chạy tới. Đường này còn hơi vắng. Cái bản bên kia hồi nãy thấy để đường quay đầu, tôi không biết tưởng đâu chỗ để cho phép quay xe lại, thật ra nó là mấy cái cua quẹo ngược lại đó, đặng nó hạ độ thấp của con đường xuống đó, có người ta kêu bằng cua của chó. Giờ lên xong rồi thôi dám quay à, không có ai hết. Đi qua cái vườn quốc gia chỗ đó lên lại à, chỗ đó lên núi rồi. Cái này là đi qua đèo B40 nha bà con. Trên nguyên tắc là chạy nữa là qua tới đèo con ó. Đèo con ó nghe nói nó cao hơn.
một hôm ta nhìn tôi là trong một ngày lười lười phải qua bóng nước con sông giang ra kiếm dòng nặng nề như xíu cỡ vòng chập chờn bên màn thuyền muốn đầy đủ mới đi tiếp. Tan tan trong giấc mộng này tôi chưa vào cho cõi lòng mình qua đèo V40, cái đèo V40 đường đi còn rất mới, cũng đẹp nhưng mà vắng vẻ. Còn đường đèo đi ở đây đèo không biết sao, ở đèo có ngó, nhưng mà đèo V40 này hơi vắng, từ Bảo Lộc lên. Đi gặp quán cà phê này cũng hay hay. Vô uống hay có quán này cũng ngon. Nhà gỗ luôn. Có ngó rồi nè à, nhưng mà cái chỗ mà ngắm cảnh á thì nó đâu ở trước này nè, nó cỡ khoảng 300 mét. Giờ chạy ghé chỗ đó đổ 1 lít xăng. Có cái hồ nước ở đây đêm có đó. Chỗ đó ghé vô đổ 1 lít xăng sư cua sợ nó hết. Nãy nó còn kim đồng hồ thì còn có ba nấc à, giờ đổ thêm lít được lên 5 nấc. Nó chỉ nói xuống 300 mét dưới này mà con chạy dưới này lên là ở bên kia xuống. Chú ở Sài Gòn chạy lên lên ở Bảo Lộc hôm qua, bữa nay tính chạy vô đây nè. Chắc nó tụi nó nói đâu có cái bãi chỗ nào tham quan đẹp. Đèo có ngó này nè, mà cái chỗ mà để đứng ngắm cảnh hoặc đứng nhảy dù gì đó không biết nó ở đâu, đang đi tìm. Đường này dân phượt bắt đầu đi rồi đó. Chỗ này đây à, đường xe vô chỗ nào. Có cái hồ giống hồ Sa Đùng vậy. Bên kia có cái đường, bên kia có cái làng Đá Bển. Nhìn nó cũng giống Sa Đùng vậy ta. Hỏi gương không nói, hỏi gác nhớ in
Chắc cái này cũng của thủy điện Đồng Nai 3, nó chặn nước là nước nó tràn lên đây à. Đường này là đi đất nông luôn á, bởi ở đây là núi không.